Trưa này chơi gần thưa con. Bravo, mon ange. Giỏi lắm con gái. Bố ơi, mẹ ơi. Aelita. Aelita. Mẹ ơi, cứu con với. Mẹ ơi, Aelita, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, cứu con. Sao cậu vẫn tiếp tục gặp ác mộng à? Đúng thế, dạo này tớ gặp ác mộng thường xuyên và chúng luôn giống nhau. Nhưng đừng lo Jeremy, tớ quen rồi. Không Aelita, tớ không lo lắng vì những cơn ác mộng đó đâu. Tớ đã nói là không sao, Yumi không đi nghỉ đâu xa và tớ sẽ ở đây để coi chừng Sana. Vì thế cậu không phải lo đâu. Tớ không lo lắng vì Sana, tớ chỉ không thích cậu ở lại một mình. Tớ sẽ nói với bố tớ là tớ ở lại. Không, cậu không phải ở lại đâu. Cậu nên đi nghỉ với cả nhà. Điều đó quan trọng hơn đấy. Trong kỳ nghỉ, bố tớ thường căng thẳng hơn và khiến mẹ tớ cáu gắt. Tớ nghĩ tớ nên ở đây. Tớ cũng thế. Các chị tớ làm tớ điên mất. Năm ngoái họ nhốt tớ vào phòng tắm cả buổi tối vì họ thấy thế là rất hay. Họ làm thế à? Thế còn tệ hơn cả em tớ. Nhưng họ lớn hơn cậu mà. Ốt. Họ lớn nhưng họ chỉ to xác hơn tớ. Vấn đề của tớ đấy. Này Ulrich, kia không phải là xe của bố cậu sao? Chuyện hay bắt đầu rồi. Hẹn gặp lại các cậu sau nhé. Cậu giữ gìn sức khỏe đấy. Hẹn gặp lại. Sẽ không lâu đâu. Bố tớ kia rồi. Aelita, cậu có chắc là... Cậu đi nhanh lên. Tớ sẽ không ở đây một mình. Tớ còn có kiwi cơ mà. Thôi được, tạm biệt. Lại nói về kiwi, đừng cho nó ăn format nhé. Nó sẽ khiến kiwi đầy hơi và quả cầu lửa của cậu không mạnh bằng đâu. Cảm ơn vì lời khuyên. Con chào bố ạ. Con vẫn tiếp tục mất thời gian với đám bạn đó à? Con thì thấy bố quên uống thuốc vui vẻ rồi. Ulrich. Bạn của con trông cũng tốt đấy, Jeremy. Vâng, con rất quý các bạn ấy. Họ là bạn tốt của con. Cô bé tóc hồng là Aelita, người mà con đã nói với bố, có đúng không? Cô bé xinh đấy. Và bố có cảm giác là cô bé quý con. Tớ phải đi đây, tớ đã hứa giúp mẹ dọn nhà. Được, hẹn gặp lại sau, Yumi. Aelita, liệu cậu có chắc không muốn nghỉ với nhà tớ không? Tớ sẽ gọi điện cho bố mẹ và bảo họ. Không, tớ ổn mà. Vậy nếu cậu cần gì, cậu biết số của tớ rồi đấy. Được, hãy nghỉ vui vẻ nhé. Rất thích. Con gọi nó là gì nhỉ? Con nghĩ cái tên Puck có hợp với nó không? Con có thích không? Có ạ, con cảm ơn. Bon alors,
Sao im lặng thế con trai? Có chuyện gì sao? Không, con chỉ nghĩ về vài chuyện thôi. Con làm bố buồn quá, Ulrich. Bố nghĩ sau lần nói chuyện tháng trước, con sẽ phải cố gắng hơn. Thay vào đó, con không có chút biến chuyển gì, thậm chí còn tệ hơn. Con thấy chuyện đó buồn cười sao? Bố đang ở đâu thế? Bố chờ con ở Lyoko. Bố không ở trong hệ thống sao? Tệ quá, hỏng mất rồi. Yumi, con giúp mẹ một tay nào. Ngay khi con gọi xong cho bạn con đã, con có thể gọi sau. Con phải giúp mẹ ngay bây giờ, nếu không sẽ không xong việc đâu. Nhưng mẹ ơi, mẹ có cả tuần để dọn dẹp cơ mà. Ừ, như mọi lần bố con sẽ không làm gì và một tuần sẽ không thể đủ đâu. Vậy anh phải làm gì nữa? Không có nhiều thời gian, nhưng cho cái gì? Đây là dữ liệu. Hẹn gặp lại bố, bố yêu quý. Hẹn gặp con yêu. Không thể thế được. Bố, Aelita, đã lâu quá rồi. Chỉ còn ít thời gian thôi. Con nghĩ bố đã lạc trong hệ thống. Lạc ư, không còn yêu. Isana phá hủy Lyoko, bố đã cố gắng trốn thoát. Bố có phải tin nói với con, nhưng trước tiên hãy để bố ôm con đã nào. Nhưng tại sao bố? Bố đã phải tạo ra cả một quả cầu ảo để bố có thể. Tuyệt quá, mọi thứ vẫn y nguyên. Đúng thế, quả cầu này cho chúng ta làm được mọi thứ con yêu. Chẳng hạn như bố con ta sẽ ở cạnh nhau ngày hôm nay. Aelita, nhấc máy đi nào. Em làm gì ở đây? Ra ngoài đi. Chị gọi cho anh Ulrich à? Em lo việc của mình đi. Thế chuyện của Millie thì sao? Chào cậu Jeremy. Được bao lâu rồi? Có thể do pin điện thoại hết thôi. Cậu có thể đến đó và kiểm tra và thông báo cho tớ. Bố ơi, con quên máy tính ở phòng ký túc rồi. Bố hiểu Jeremy. Máy tính của con không có mái tóc hồng đấy chứ. Con biết đấy, bố hiểu. Bố cũng đã từng yêu mà. Bố ư? Thế bố yêu ai? Còn ai nữa, mẹ con? Giao thông thật là kinh khủng. Anh yêu, căng thẳng cũng không làm cho chúng ta đi nhanh được đâu. Jeremy à? Cậu chắc chứ? Cậu nói đúng, chuyện này bất thường lắm. Tôi sẽ nói cho bố tớ biết. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi mà ai cũng biết. Ulrich, con đi đâu đấy? Con muốn hít thở và duỗi chân. Và con có thể đi nhanh hơn. Con chào bố mẹ. Aelita không nghe máy.
Chúng ta hẹn nhau ở nhà máy nhé. Được, tớ sẽ đi ngay sau khi báo cho bố mẹ. Cháu có bay hôm nay không? Bác đợi cháu một chút. Chào Adela, ở đây, Pauline à. Chị bảo với Elizabeth nói với Mary và dặn Louis để chị ấy báo với bố mẹ em là sẽ lỡ chuyến bay đấy. I missed my flight. Huh? What do you mean tell them myself? Hello? Okay, change of plan. Nothing like sibling loyalty. Alita? Alita. Đang chờ con ở Lyoko. Không, chừng nào Sana chưa bị tiêu diệt thì bố không thể về. Tuy nhiên con có thể giải thoát cho người bạn trẻ. Cậu bé tên là gì nhỉ? William. Đúng rồi, bố sẽ gửi một chương trình qua siêu máy tính. Các con chiến đấu với Sana đến đâu rồi? Bọn con vẫn truy bắt Sana trong hệ thống nhờ một con tàu ảo, tàu Skidbania. Skidbania, cái tên lạ quá nhỉ. Bố biết tên này cơ mà. Nó nằm trong cuốn huyền thoại cướp biển Viking mà bố vẫn hay đọc cho con khi con đi ngủ ấy. Đúng rồi, tàu Skidbania. Làm sao bố có thể quên được? Cảm ơn bố ạ. Yumi, nhanh lên Jeremy. Alita đã tự vào Lyoko rồi. Sao? Nhưng sao cậu ấy lại làm thế nhỉ? Bố cậu ấy đã yêu cầu. Có chuyện gì sao con yêu? Nhưng tại sao bố lại bảo con vào Lyoko? Vì bố muốn gặp con mà. Đã lâu lắm rồi. Quá nguy hiểm và Sana có thể tấn công bất cứ lúc nào. Không, chừng nào bố ở bên con thì không thể. Con biết, mọi thứ đều như cũ và con rất thích. Bố rất vui vì con thích. Bố muốn con có cảm giác như đang ở nhà con, nhà chúng ta ấy. Thật sao, mọi thứ ở đây á? Không có gì thiếu ư, trừ một chi tiết nhỏ. Thật sao, cái gì vậy? Mẹ của con. Nhưng con nhớ đấy, mẹ con đã mất tích rồi. Vâng, và con muốn gặp lại mẹ hơn bất cứ điều gì trên đời này. Và bố luôn biết điều đó. Bố là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Chắc chắn bố sẽ tạo ra mẹ trong quả cầu ảo này. Trừ khi bố không phải là bố con. Alita, tránh xa ta ra Sana. Chào Alita. Có chuyện không hay rồi. Liệu có phải bác Hopper đã liên lạc với Alita không? Sana đã nhanh chân hơn chúng ta. Tớ không nghĩ bác Hopper muốn gây nguy hiểm cho con gái mình. Alita đang ở đâu đó trong địa hình băng, trong một quả cầu ảo. Trong cái gì cơ? Đó là bản sao của thế giới thực. Alita đã rơi vào bẫy rồi. Sẵn sàng chưa? Cậu phải tới đó ngay. Đầu hàng đi, Alita. Ngươi không thể thắng được ta đâu. Đó là những gì ngươi nghĩ thôi. Còn chần chừ gì nữa? Đuổi theo nó. Biến đổi Yumi. Quét Yumi. Nhập thế giới ảo. Jeremy, tớ không ở trong quả cầu. Tớ biết, tớ không thể đưa cậu vào trong quả cầu. Cậu phải tự nghĩ cách thôi. Nhưng như thế nào? Không biết, nhưng có vẻ Sana đang giám sát chúng ta. Chắc rồi, thậm chí hắn còn để lại hai quái vật canh cửa cơ. Cẩn thận đấy Yumi, cậu vừa mất máu đấy. Hai cậu về đúng lúc lắm. Hãy vào phòng quét ngay, Yumi và Alita đang gặp rắc rối. Rõ những chuyện gì đang xảy ra, tớ sẽ nói sau, bây giờ phải đi thôi. Trốn được đâu. Quả cầu này là nhà tù của ngươi rồi.
nhập thế giới ảo. Mũi tên laser. Tăng tốc. Rất vui gặp lại các cậu. Kỳ nghỉ thế nào? Ngắn ngủi nhưng thật vui vì trở lại. Aelita đâu? Đâu đó ở trong quả cầu ấy. Cậu ấy luôn tách biệt nhỉ? Mũi tên laser này. Đầu hàng đi Aelita. Thôi được, cậu thắng rồi William. Không xong rồi. Nhưng dù sao thì ngươi cũng thua rồi Aelita. Chưa đâu. Tấn công. Quả cầu đã biến mất. Hãy tới và giúp Aelita đi, nhanh lên. Được rồi anh Xanh, cậu có thể gọi taxi cho bọn tớ không? Một con block kìa. Cái gì thế Jeremy? Một con block. Chúng ta nên tự giải quyết thôi. Ưu tiên hàng đầu là đưa Aelita trở về. Đi nào. Bọn cá đuối kìa. Cá đuối bay cẩn thận đấy. Người muốn trốn ư? Hãy ở lại đây. Cứu tôi với. Aelita, không được rồi. Cậu ấy ở xa quá. Tốt nhất là đưa cậu ấy về. Tớ không tin được. Nguy mất rồi. Không, không thể tớ được. Không phải Aelita. Yumi, Aelita đi mất rồi. Thôi được Romeo, cậu phải phải trả giá đấy. Siêu ám khí. Cậu ta đang làm gì thế nhỉ? Như thể cậu ta đang chờ đợi điều gì đó. Tớ không biết, nhưng nếu không có Aelita, chúng ta coi như thua. Anh có một chuyện kỳ lạ. Khoan đã, tôi nghĩ tôi đã hiểu vấn đề. Ta thắng rồi. Cái gì thế? Đúng như những gì tôi nghĩ, tôi đã đúng. Jeremy, Zana đang cố phá hủy quả cầu. Bọn tớ phải làm gì? Phải bảo vệ nó. Quả cầu đó chính là Hopper. Được, tớ sẽ giữ William. Còn tớ sẽ lo bằng quái vật. Mũi tên laser. Siêu ám khí. Có vẻ như bác ấy vừa thả cái gì đó xuống. Đúng thế, đó chính là Aelita. Bố ơi. Cẩn thận. Mũi tên laser.
lại cậu, công chúa. Bà Hopper đang bị mất năng lượng. Hãy tiêu diệt con quái vật nhanh lên. Bọn tớ đang cố hết sức, Einstein. Quả cầu lửa. Mọi chuyện đã xong. Bố ơi, bố đi ngay đi, nhanh lên. Làm cho bọn tớ sợ đúng không công chúa? Tớ biết ai là người vui nhất khi gặp cậu rồi, đi thôi nào. Hy vọng lần này cậu ta sẽ nói rõ những chuyện gì đang xảy ra, vì tớ chẳng hiểu gì hết. Mọi chuyện đã rõ rồi. Vậy là bác ấy đã quay lại. Cậu biết đấy, khi Yoko bị phá hủy, bác Hopper đã không chịu ở trong hệ thống, bác ấy cố trốn thoát. Vậy bác ấy cố tình biến mất à? Đúng vậy, để thoát khỏi Sana. Chính vì thế mà Sana luôn muốn đẩy Aelita xuống đại dương số, vì hắn biết đó là cách duy nhất khiến bác Hopper lộ diện. Để hủy diệt hắn đi gì? Chừng nào bố tớ còn sống thì bố tớ vẫn đe dọa tới Sana. Cả người bạn Sana của chúng ta cũng biết điều đó. Thế thì chúng ta tiêu diệt được Sana, tại sao chúng ta không tặng quà cho nhau nhỉ? Chúng ta nói là đợi sau khi nghỉ về mà. Tớ biết anh Sang, quà của cậu này. Vì Sana đã bắt chúng ta về sớm hơn dự định thì tại sao chúng ta phải chờ nhỉ? Hay lắm ốp, tớ cảm ơn nhưng tớ phải làm gì với nó? Không gì cả, cái đó chỉ khiến cậu vui thôi. Các cậu không định mở quà? Không, ở Nhật người ta không mở quà trước mặt người tặng quà đâu. Cảm ơn cậu Jeremy. Và không chỉ có vậy đâu Aelita. Tối nay cậu sẽ về nhà với tớ. Bố mẹ tớ muốn cậu nghỉ cùng với gia đình, nhưng tớ không muốn làm phiền họ. Không phiền hà gì hết. Chính bố mẹ tớ là người đề nghị. Tớ sẽ nhường phòng của tớ cho cậu và tớ nghỉ ở phòng khác. Tớ có một cái ghế rất êm. Thế còn Sana, tớ chắc là Sana cũng muốn nghỉ ngơi. Cậu đang nghĩ gì thế? Về bố tớ, khi bố tớ cứu tớ, ngay cả khi bố đang ở dạng ảo, tớ vẫn cảm nhận được sự có mặt của bố. Như thể bố đang ôm tớ vào lòng.